Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ai có lỗi trong vụ bé gái 8 tuổi chết vì bạo hành và ai bảo vệ trẻ em ở Việt Nam. Theo Công an Việt Nam, nghi can bị cho là đã gây ra cái chết của bé gái 8 tuổi khai đã mua roi mây về để đánh bé. Khi roi mây gãy, người này dùng gậy gỗ dài 90cm, đường kính 2,2cm để tiếp tục dạy dỗ đứa trẻ. Cháu bé chết luôn vào hôm 22 tháng 12 năm 2021. Mấy ngày hôm nay trên mạng xã hội tràn ngập tin và hình ảnh cháu gái bị bạo hành đến chết ở thành phố Hồ Chí Minh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh từ Hà Nội có bài bình luận trên đài BBC tiếng Việt như sau. Nhìn gương mặt xinh đẹp, non nớt của cháu, những bức ảnh chụp thân thể đầy thương tích của cháu, lòng ai cũng đau quặn. Là một phụ nữ, một người mẹ của hai con gái, người ba của một cháu bé 7 tuổi, tôi không dám nhìn kỹ, không nói lên lời vì quá đau xót và phẫn nộ. Đây là hình ảnh chung cư, dân chung cư đến thắp nến tưởng niệm bé gái 8 tuổi bị mẹ kế hành hạ đến chết. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, vào lúc 19h30 phút vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, Công an phường phòng 22 quận Bình Thạnh tiếp tục tiếp nhận nguồn tin do bảo vệ một bệnh viện cung cấp. Cụ thể, bệnh viện đó tiếp nhận cấp cứu một cháu bé tên là VN 8 tuổi trong tình trạng ngưng tuần hoàn tim, phổi và đưa vào cấp cứu lúc 18h25 phút. Sau một tiếng cấp cứu, bé vẫn ngưng tim, ngưng phổi, đồng thời phát hiện cơ thể bé có nhiều vết bầm tím bất thường. Làm việc với cơ quan điều tra, mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, khai nhận trong quá trình dạy bé VA học online có đánh bé nhiều lần. Trước đây, để đánh cháu bé, Trang đặt mua roi mây trên mạng. Sau một thời gian đánh thì roi mây bị gãy nên vứt đi. Sau đó Trang lấy cây gỗ tròn đường kính khoảng 2cm, dài 90cm đánh tiếp cháu vì cháu Vân Anh tiếp tục tiếp thu chậm. Cụ thể trong ngày 22 tháng 12 năm 2021, theo lịch 7 giờ sáng bé học online đến 11 giờ, Trang vẫn cho bé học, cho bé uống hộp sữa rồi bé học online đến 11 giờ. Sau đó, Trang kiểm tra bài từ 11 giờ đến 13 giờ 30, đến 14 giờ Trang đi nấu một tô phở cho cháu ăn, rồi cháu đòi uống thêm sữa thêm. Trang đưa cho cháu 3 hộp sữa thì cháu uống hết cả 3 hộp. Sau khi cháu uống hết sữa 3 hộp thì cháu đòi uống thêm nước, Trang lấy nước ổi ép và nước lọc để cháu uống. Khoảng 15 giờ cháu ăn uống xong, Trang tiếp tục dạy cháu học đến 16 giờ. Cháu làm sai nhiều bài, Trang khai nhận là có sử dụng cây gỗ tròn đánh nhiều lần vào mông cháu bé. Trong quá trình đánh, bé đó đã đỡ. Trang khai nhận là có dùng sức mạnh để đánh vào mông cháu bé, đánh nhiều cái, tới giờ không nhớ là đánh bao nhiêu cái, đánh trong khoảng nửa tiếng. Đây là hình ảnh mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1996, quê Gia Lai, nghi can đã gây ra cái chết của cháu gái 8 tuổi. Đến 18 giờ thì bé Vân Anh nghỉ không học nữa, cháu nói mệt nên đi nằm trên TV, nằm một lúc thấy cháu ói, Trang lau chỗ ói và điện thoại cho ba của cháu về. Anh chồng chạy về đến thang máy thì nghe tin nên anh đến và đưa bé từ giường vào trong toilet cho cháu ói làm hô hấp nhân tạo cho cháu bé. Trong quá trình sơ cứu con, anh đã khai nhận là phát hiện trong mũi và miệng cháu có nhiều dị vật, có cả thịt bò và phở. Anh đã dùng miệng hút ra sơ cứu tránh cho con bị ngạt. Sơ cứu một lúc con càng ngày càng yếu đi nên gọi cấp cứu ở một bệnh viện trên địa bàn. Đến 19h30 thì bé tử vong. Đó là những thông tin mô tả sự việc đăng trên tờ báo Thanh Niên. Nhưng trước đó, những chuyện như vậy xảy ra không hề hiếm. Vào tháng 5 năm 2020, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một phụ nữ ở Bình Dương bóp cổ, đánh đập, nhấc bổng người một bé trai lên, rồi đánh tới tấp vào mặt, vào đầu bé, mặc cho bé khóc thét. Theo công an, mẹ kế của bé trai 5 tuổi bóp cổ, đánh đập cháu trong video clip. Vào ngày 6 tháng 8, năm 2018, trước đó thì chị Phan Thị Hát Tuyên Quang tố cáo chồng cũ và mẹ kế bạo hành dã man con trai chị là cháu Nguyễn Đăng Ca, 12 tuổi, suốt nhiều năm. Vào tháng 11 năm 2017 thì cô giáo phát hiện vết bỏng trên tay của bé gái tên là T, 7 tuổi ở Châu Thành, Kiên Giang. Công an tỉnh đã mời cha đến để làm việc vì nghi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành. Và thử gõ từ khóa bạo hành trẻ em vào Google bằng tiếng Việt, bạn sẽ tìm được 27 triệu kết quả trong vòng có 0,46 giây. Đây là hình ảnh
Vô số vụ bạo hành trẻ em liên tục xảy ra ở Việt Nam với kết quả dễ dàng tìm thấy trên Google. Giới chức Việt Nam từ Bộ Lao động, Thương binh Xã hội đã từng xác nhận có hơn 2.000 vụ trẻ em Việt Nam bị bạo lực, xâm hại ở mức độ nghiêm trọng. Về lý thuyết mà nói, Việt Nam thuộc văn hóa đạo Khổng, nơi bố mẹ và con cái là cái lẽ sống của mình. Vừa quá chiều, vừa hành hạ có phải cùng một logic hay không cũng là câu hỏi được dư luận đặt ra. Một mặt chúng ta thấy thông tin khắp nơi về vấn nạn bố mẹ quá chiều chuộng con cái làm chúng mất khả năng sống tự lập. Mặt khác cũng có vụ cha mẹ bạo hành con cái ở Việt Nam cũng rất phổ biến với những hình phạt mà ngay cả kẻ thù độc ác nhất ta cũng không dám nghĩ tới. Theo thống kê chưa đầy đủ của tổ chức UNICEF vào năm 2016, Việt Nam đứng thứ 14 trên thế giới về mức độ bạo hành trẻ em, với 68% trẻ em từ 2 đến 14 tuổi được khảo sát trả lời là đã từng bị bạo hành cả về thể xác và tinh thần, cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á, vượt xa cả các quốc gia từng bị tố cáo về bạo lực trẻ em như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Ấn Độ. Và chỉ bày tỏ thái độ phẫn nộ khi mỗi khi một khi vụ việc trên được xuất hiện thì thật là vô nghĩa. Nếu chúng ta không tìm ra giải pháp dài hạn để giảm nhẹ tình trạng này thì hậu quả sẽ còn tiếp tục. Và để giải đáp thì cần phải tìm ra nguyên nhân. Mà theo tôi, tình trạng bạo lực trẻ em ở Việt Nam dễ xảy ra và xảy ra thường xuyên có một số lý do như sau. Nguyên nhân đầu tiên là xã hội không coi đứa trẻ là một con người mà coi là một vật thể phụ thuộc của bố mẹ và gia đình. Đây là hình ảnh bố bé trai ở Hà Giang cõng gạch với thủ lao 18.000 đồng mỗi ngày đã gây nhiều bức xúc trên cộng đồng mạng. Vì thế, khi gia đình còn êm đẹp thì đứa con được coi là tài sản quý báu nhất, tùy quyền, nâng niu, bao bọc, mà trên thực tế cũng có thể coi đó là một dạng bạo hành tinh thần khi tước bỏ quyền tự lập của đứa trẻ. Đến khi gia đình tan vỡ hay không may bố mẹ có xu hướng bạo hành thì đứa trẻ hoàn toàn bất lực, không biết trông cậy vào ai. Nguyên nhân thứ hai gây ra tình trạng này là quá tin tưởng vào sự bảo vệ của bố mẹ với trẻ em, nói cách khác là xã hội khoán trắng an nguy của đứa trẻ cho gia đình. Trong khi ở đâu cũng vậy, không phải ai cũng biết sinh con cũng biết làm bố làm mẹ cho tử tế. Nguyên nhân thứ ba có thể nói là nguyên nhân quan trọng nhất, đó là quốc gia đang thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990. Trong nước thì có luật trẻ em từ năm 2004, lần sửa đổi mới nhất là vào năm 2016, nhưng tình hình trẻ em ở Việt Nam về mọi mặt không có gì khá hơn các quốc gia khác vì chúng ta thiếu thiết chế bảo vệ trẻ em. Sau khi bé gái tử vong vừa rồi, có nguồn tin cho biết hàng xóm từng báo với ban quản lý chung cư và có ý trách ban quản lý không có hành động gì. Rồi ban quản lý phản hồi lại là chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào. Thực tế là có rất nhiều nơi công an rất thờ ơ, cho việc bố mẹ đánh con là giáo dục bình thường, thậm chí công an, thầy cô giáo có chứng kiến trẻ bị bạo hành cũng gọi phụ huynh đến nói chuyện vài câu rồi vẫn để trẻ em dẫn về nhà vì không biết đưa đứa trẻ đi đâu cả. Đây là hình ảnh vào hôm 23 tháng 8 năm 2019, ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, bị Tòa án Nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 18 tháng tù về hành vi dâm ô một bé gái trong thang máy. Việt Nam hiện cũng có rất ít trung tâm nuôi dưỡng trẻ em và chủ yếu dành cho các trẻ mồ côi. Chưa từng nghe đến việc nhận nuôi trẻ em còn bố mẹ, thủ tục xác minh cũng khá rắc rối. Chưa từng thấy ở Việt Nam có quy định là tách trẻ em khỏi người nuôi dưỡng bạo lực, tức là dù xét xử thế nào, nạn nhân vẫn phải quay về với đao phủ và khi ấy nguy cơ trẻ em bị bạo hành còn cao hơn. Nguyên nhân cuối cùng, không kém phần quan trọng là không có chế tài bảo vệ và buộc bố mẹ sau ly hôn phải chăm sóc con cái. Như trong câu chuyện bé gái đã tử vong vừa qua, mẹ cháu bị người bố ngăn cản nên cả năm chưa được đến gặp con. Vì vậy, khi bé bị hành hạ, không biết kêu ai. Chỉ cần lên mạng ta sẽ thấy vô số câu chuyện về việc bố mẹ mà đa phần là bố không thăm nom gì con sau ly hôn, thậm chí không gửi tiền cấp dưỡng, dù số tiền ấy theo quy định của luật pháp Việt Nam là vô cùng ít ỏi. Đấy chính là lý do mà dù Việt Nam có 15 cơ quan tổ chức có chức năng bảo vệ trẻ em, nhưng tác dụng gần như bằng không. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh đã nêu ra quan điểm của mình như vậy.
Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Độc Đảng, một cỗ máy tạo củi hoàn hảo. Các vị lãnh đạo đã hô hào chiến dịch đốt lò, nghe rất hoành tráng, rất quyết liệt, nhưng thực chất sẽ không bao giờ đi đến đâu, sẽ mãi không hết củi, bởi lẽ chính bộ máy này là một cỗ máy làm ra củi hoàn hảo nhất. Nhà văn Đoàn Bảo Châu đã nêu nhận định về tình trạng tham nhũng của Việt Nam trong bài viết trên trang Facebook cá nhân với tựa đề Một cỗ máy tạo củi hoàn hảo, được ông chia sẻ như sau. Củi cứ được sản xuất ra đều đều, lò cứ đốt, củi cháy đùng đùng cùng với tiền ngân sách, cùng với máu, nước mắt và lòng tin của dân đen vào một máy cầm quyền, lòng tin vào một ngày mai tươi sáng. Người dân, cán bộ trong hệ thống, tóm lại, tất cả người Việt Nam đều không ngạc nhiên khi việc đội giá test COVID-19 lên nhiều lần bởi trò ấy đã diễn ra quá lâu, quá tràn lan ở xã hội này. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm toàn quốc, căn cứ trên chỉ đạo của ông Thủ tướng Chính phủ. Cũng trong giai đoạn này, bộ kit test dởm đã được phân phối đi khắp nơi trên cả nước. Và điều đó có lẽ đã dẫn đến cái chết của rất nhiều người dân khi test không bị Covid mà trở thành bị Covid và ngược lại. Anh biết, tôi biết, thằng kia biết, nhưng tất cả đều giả vờ như không biết, đều chấp nhận coi như một phương thức kiếm sống, một cách vận hành của xã hội, một chuyện thường ngày ở huyện. Việc khui ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nhưng sở dĩ nó chấn động bởi đúng lúc đồng bào đói kém nhất, rách dưới nhất. Khi tinh thần lá lành đùm lá rách cần tới nhất thì cũng là lúc họ bị những người trong hệ thống chính trị của Đảng bóc lột tàn bạo nhất. Đấy là nỗi cay đắng, nỗi nhục, một sự bẩn thỉu đáng ghê tởm. Tôi tự hỏi những vị lãnh đạo của đất nước này có chia sẻ những cảm nhận ấy với tôi hay không? Nếu có thì các vị sẽ làm gì để thay đổi thực trạng thối nát ấy? Và tại sao tôi nói bộ máy này luôn tạo ra củi? Bởi không có sự nghiêm minh của pháp luật. Pháp luật ở đất nước này chỉ là một công cụ để phục vụ lợi ích chính quyền. Nếu pháp luật nghiêm minh thì các luật sư đã có được vai trò đích thực trong những phiên tòa. Cái mà công luận nhìn thấy đó chỉ là những phiên tòa bỏ túi. Luật sư cứ ra sức tranh biện để bảo vệ thân chủ. Nhưng luật sư nói, luật sư nghe, án đã định, phiên tòa chỉ là những vở kịch gọi là có cho đủ lệ bộ. Điều này các vị tưởng là hay nhưng đang kéo lùi sự tiến bộ của đất nước. Một hệ thống tham nhũng tràn lan, cán bộ thì bé bét, về đạo đức, ô trọc về nhân cách thì đương nhiên sẽ có những tiếng nói phản biện của những người yêu nước để phê phán, để vạch ra những cái sai, góp phần hoàn thiện bộ máy. Trong một xã hội văn minh, với một bộ máy cầm quyền cầu thị, thực tâm muốn đưa đất nước đi lên, thì những tiếng nói ấy sẽ được lắng nghe. Đằng này thì lại tống họ vào tù. Xin nhớ là tất cả những người bị bắt chỉ đấu tranh ôn hòa, nói lên chính kiến trung thực của họ mà thôi. Đây là hình ảnh nhà cầm quyền Việt Nam mới đây đã bỏ tù hàng loạt nhà hoạt động xã hội với các cáo buộc phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Những tiếng nói ấy chẳng gây bất kỳ một sự tổn hại nào cho đất nước, cho người dân và thậm chí còn đưa ảnh hưởng, chẳng ảnh hưởng gì tới bộ máy cầm quyền. Đừng chụp mũ họ đã xâm hại lợi ích của nhà nước. Không ai đánh mất uy tín của thể chế này bằng những cán bộ trong bộ máy, bằng những đảng viên trong đảng. Sự việc động trời về bộ test kit 19 là một minh chứng rõ ràng cho điều ấy. Pháp luật không nghiêm minh, cán bộ không thực tâm khát khao đưa đất nước đi lên. Cán bộ mua bằng cấp, học thì giả nhưng nói láo thì thật. Năng lực kém nhưng thủ đoạn chạy trọt để có được ghế trong bộ máy thì lại giỏi. Tất cả những việc ấy tạo nên bao đại án, thất thoát bao nghìn tỷ của ngân sách, khiến bao người dân mất đất, mất nhà, thành dân oan như vụ Thiểu Thiềm. Hãy bỏ cái trò rẻ tiền khi chụp mũ những người nói lên tiếng nói phản biện là phản động với thế lực thù địch đi. Không có cá nhân hay tổ chức nào ngoài bộ máy cầm quyền tự hạ đi uy tín của chính các vị. Qua những sự việc tương tự như những việc gần hết các tỉnh thành đều có tình trạng đội giá bộ thử COVID-19. Đến cả báo chí và truyền thông của nhà nước còn dối trá, đến trang tin của Bộ Khoa học và Công nghệ còn tiếp tay đưa tin giả,
thì sự thối nát đã đến cực điểm. Nếu quả thật các vị không nhìn ra thì đây là một thảm họa vô cùng đen tối cho dân tộc. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, nay là Chủ tịch thành phố Hà Nội, chính là người đã chỉ định công ty Việt Á và Học viện Quân y nghiên cứu chế tạo test kit giả. Nhà báo viết sách phổ biến chính trị bình dân, nâng cao dân trí cho dân, nông dân mất đất đấu tranh đòi lại quyền lợi, gửi hiến pháp cho những người khác để họ hiểu về luật pháp, người xuống đường biểu tình bảo vệ môi trường, đấu tranh chống bốt bẩn, blogger lên tiếng giúp những người nông dân bị mất đất, vân vân. Họ bị bắt khi nói lên thực trạng của đất nước. Với tôi, họ là những người can đảm và yêu nước thực sự. Những cái cây chỉ có thể lớn mạnh khi ánh nắng mặt trời có dinh dưỡng từ đất. Các cán bộ trong hệ thống được gia nhập một tập thể mua bán quyền chức, mua bán bằng cấp với lý tưởng là ăn đớp thì làm sao biến thành cây đại thụ cho được. Chúng như những cái cây vặn vẹo, ốm yếu thì thành củi là đương nhiên. Như vậy thì cái lò của quý vị cứ thoải mái đốt, không bao giờ hết củi. Cứ hô hào đốt, lò cứ cháy đùng đùng, cuộc sống dân đen cứ mãi đói rách, đất nước sẽ mãi tụt hậu. Thử hỏi đã bao giờ đất nước thê thảm với tình trạng tham nhũng như bây giờ hay chưa? Đây là vấn đề vĩ mô, rất cần những bộ óc, con tim chăn trở với đất nước, đau đáu về dân tộc, chứ những tư duy của những người tính như bao giờ hoàn chỉnh được lý luận về chủ nghĩa xã hội sẽ không giúp gì được đâu. Nhà văn Đoàn Bảo Châu đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Và hỏng vô phương cứu chữa cũng chính là nhận định của nhà báo Nguyễn Thông đăng tải trên Facebook cá nhân của ông về vụ scandal Việt Á. Đây là hình ảnh các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Tuyên giáo nói bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói rằng nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Báo Thanh Niên nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tất cả đều là thông tin dối trá và tiếp tay cho Việt Á để tiếp tục bán hàng dởm, làm chết người dân. Phải nói thẳng, chỉ có thời loạn, suy đồi thì mới đẻ ra những chuyện như thế. Như tòa án xử vụ gian dối, bán bằng thật cho người học giả, người mua bằng của trường đại học Đông Đô. Tòa trắng trợn phán quyết không thể xử lý hình sự người mua bằng. Và những người này thì báo chí đã nói có thông tin rất rõ, phần lớn là cán bộ nhà nước. Trong hơn 400 người mua bằng, công an cũng giáo hoành nói rằng có 221 người có tên trong danh sách nhưng hiện không biết là ai, làm gì, ở đâu, không điều tra được. Tòa án và công an thực thi pháp luật kiểu vô thiên vô pháp như thế, đi một nhẽ, nhưng những kẻ cao hơn, cầm đầu, lãnh đạo toàn diện cũng mặc nhiên chấp nhận sự trả đạp pháp luật. Thì đúng là cả hệ thống cai trị dột từ nóc, mục ruỗng, công khai thách thức dân chúng. Lời bàn rằng, tòa mà như vậy thì dẹp tòa đi. Và Bộ Khoa học và Công nghệ chắc sau này thời gian ủ mưu tính toán dữ lắm, không còn cách nào khác, không thể im lặng mãi, không còn chỗ trốn, nên tối hôm 27 tháng 12 đã phải trường mặt ra và làm trò, đổ lỗi cho người khác. Bộ cũng lên tiếng đính chính về vụ năm 2020, Bộ từng chính thức công bố thông tin kit xét nghiệm của Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận. Nhưng cái kim để lâu trong bọc cũng phải lòi ra, chẳng có trò gian lận nào giấu kín được. Cuối cùng, kit xét nghiệm này đã không hề được chấp nhận. Đây là hình ảnh báo pháp luật đăng vấn đề làm sao có thể thu hồi huân chương lao động hạng 3 của công ty Việt Á do chính tay ông Chủ tịch nước, khi đó là Nguyễn Phú Trọng, quyết định bàn tặng. Chính những huân chương này đã tiếp tay cho Việt Á phân phối tới 10 triệu bộ kit xét nghiệm ra 62 tỉnh thành, đây là hàng dởm, và đem đến các chết của cho rất nhiều người dân Việt Nam. Rồi vỡ bùng vỡ toang vụ Việt Á, dân chúng phẫn nộ, dư luận dè biểu, chê cười, và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng phản ứng, nói đó là thông tin bịa, chứ Tổ chức Y tế Thế giới chưa từng thừa nhận thứ đồ dởm ấy. Cùng đường, nay Bộ Khoa học và Công nghệ lý giải Bộ đã thông tin sai, công bố sai do người của Bộ đọc báo, tổng hợp tin tức từ báo chí, quá tin vào báo chí nên mới xảy ra cơ sự nhận vơ thành tích về mình như thế. Mới sinh ra chuyện con rắn vuông, giờ khóc
dở cười. Đúng là chuyện ngược đời, hiếm có thời dưới gầm trời này. Xưa này báo chí chỉ đưa tin lấy từ cơ quan nhà nước, còn bây giờ thì cơ quan công quyền chỉ ngồi một chỗ hóng hớt, đại lãn trở sung há mồm trực ăn sẵn, không cần biết thực phẩm là thứ gì, sạch hay bẩn, đúng hay sai, thậm chí cố ý bịa đặt để lấy thành tích, để tự sướng, để lừa đảo. Có một bộ với đầy đủ nhân sự đông như quân Nguyên, cầm đầu là ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ tình những giáo sư tiến sĩ, chuyên gia nhiều như lợn con. Ủy này, ủy nọ, ngó nghiêng và giả soát còn kiến không lọt, ban bệ, cục vụ, dày đặc, tổ chức hoành tráng, vân vân. Mà dại khờ tin người, ăn không nói có, lừa đảo, ngoan cố, thì không hiểu chúng nó ngồi đấy để làm gì. Lời bàn, một chính phủ hỏng vô phương cứu chữa. Hôm trước, một đại hội luật sư xứ này, ông Chủ tịch nước yêu cầu các luật sư phải trung thành với Đảng, phải có lập trường cách mạng, chống lại các thế lực thù địch, vân vân. Cũng lời bàn tiếp, thưa ông Chủ tịch, luật sư mà theo định hướng như ông thì nên dẹp đi, bởi luật sư ấy chỉ phục vụ cho các ông thôi, dân không thể cậy nhờ gì. Mà lâu nay luật sư xứ này làm cảnh là chính, họ có được tôn trọng, hành nghề đúng nghĩa bao giờ đâu.